Con gái Mai Phương nhận tin vui giữa lúc mẹ mất, bố gặp vận đen. Con gái cổ diễn viên Mai Phương nhận được học bổng 100% từ trường quốc tế, danh tính người xin học bổng ai cũng phải bất ngờ. Sự ra đi của diễn viên Mai Phương để lại không ít những đau xót và xót xa cho người ở lại. Dường như lúc này mọi sự quan tâm của công chúng đều dành cho bé La Vi, con gái của Mai Phương. Không ít người bày tỏ lo lắng về việc trong thời gian sắp tới, bé La Vi sẽ được ai chăm sóc, ai nuôi nấng, rồi việc học tập của bé sẽ thế nào. Những thông tin này đã được ông Thanh Vân, bạn của cổ diễn viên Mai Phương, chia sẻ trên trang cá nhân. Theo đó thì bé La Vi đã nhận được học bổng 100% từ lớp lá cho đến hết 12 tại một trường quốc tế. Nhưng điều gây bất ngờ hơn chính là diễn viên Quốc Thuận là người đã đồn đáo chạy khắp nơi để xin học bổng cho con gái Mai Phương. Theo chia sẻ của nam diễn viên Quốc Thuận, anh không muốn khoe khoang, nhưng năm ngoái nghe tin Mai Phương bị bệnh, anh đã liên hệ và làm việc với tập đoàn hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng để lo cho bé La Vi một suất học bổng từ lớp lá đến lớp 12, được học hoàn toàn miễn phí tại trường quốc tế của tập đoàn này. Tôi nghĩ mình đã làm được một phần cho Mai Phương và bé La Vi, nhưng vẫn cảm thấy bé cần nhiều hơn vậy. Khi Phương biết La Vi được sự quan tâm như vậy của đồng nghiệp, Phương rất vui. Chỉ tiếc là Phương đi quá nhanh, tôi rất sốc. Nam diễn viên Quốc Thuận cho biết, hiện tại bé La Vi đang học tại một trường quốc tế, iSchool Nam Sài Gòn, chi phí ghi danh vào trường là 3 triệu, học phí mỗi năm sẽ tùy từng cấp học và rơi vào khoảng 73 đến 130 triệu mỗi năm. Mới đây thì trong một diễn biến khác, do dân cư mạng lăng mạ và chửi bới ngay trên trang chủ của một công ty dịch vụ mà Phùng Học Huy là chồng cũ của Mai Phương hợp tác, nam diễn viên này đã phải tạm ngừng công việc. Nhiều khán giả đã lên tiếng trách móc sự vô tâm của Phùng Ngọc Huy đối với Mai Phương và bé La Vi. Nhưng họ đã không hiểu phía đằng sau đó, Phùng Ngọc Huy dù trước đây có thể là trong tình cảm chưa tốt với Mai Phương, nhưng anh vẫn luôn là một người cha có trách nhiệm. Vì điều kiện hoàn cảnh anh không thể về Việt Nam được, nhưng vẫn chu cấp cho bé hàng tháng.